Lương Sản. Chúng ta chia tay đi. Anh nói gì vậy? Không. Tại sao chứ? Anh muốn chụp hình thì chụp, sao phải nhắc tới chia tay chứ? Anh đã suy nghĩ được một khoảng thời gian rồi. Bên kia Hối rất gấp, sáng mai phải làm việc ngay. Chút nữa anh sẽ bay. Anh đã đặt xong vé máy bay rồi. Tiểu Quả, khi nào chúng ta mới có thể trở thành người chiến thắng? Lương Tử, đợi mình trở thành streamer hàng đầu đi. Mọi người hãy cố lên. Hôm nay là ngày đầu tiên của 717, tuyệt đối đừng lơ là nha. Chỗ hàng tồn hãy liên hệ phía thương hiệu xác nhận quảng cáo một chút. Không vấn đề gì. Triệu Ưu Tú có bày tỏ gì không? Bạn trai không thể thua bạn thân được. Anh ấy lần nào cũng khác. Năm đầu tiên đã tặng giỏ hoa cho mình, sau đó mê tín đi xin quẻ bói cho mình, cứ bảo là mình sắp đạt được đỉnh cao sự nghiệp rồi, cũng không biết năm nay sẽ làm gì nữa. Alo, em đang nói về anh với bọn họ thì anh gọi điện đến. Anh đi đâu vậy? Bệnh của chú đã tái phát sao? Không. Anh phải đi đây. Đi chụp Trà Mã Cổ Đạo. Chính là cơ hội không tệ mà anh nói ấy à? Vậy khi nào anh trở về? Chưa rõ nữa. Không rõ là ý gì? Không rõ khi nào mới chụp xong. Chụp xong cũng không biết cần không, còn chụp cái khác. Sao vậy? Lương Sản. Chúng ta chia tay đi. Anh nói gì vậy? Không. Tại sao chứ? Anh muốn chụp hình thì chụp, sao phải nhắc tới chia tay chứ? Anh đã suy nghĩ được một khoảng thời gian rồi. Bên kia Hối rất gấp, sáng mai phải làm việc ngay. Chút nữa anh sẽ bay. Anh đã đặt xong vé máy bay rồi. Không. Em biết có thể vì gần đây có 717 nên em thật sự quá bận. Em có thể không suy nghĩ tới cảm nhận của anh. Đây đều là vấn đề của em, nhưng mà trước đó chẳng phải là em vì anh nên cũng đã từ chối chuyện ký hợp đồng rồi về Bắc Kinh cùng anh sao? Anh biết em vì kim cố công việc và đã hy sinh bao nhiêu vì mối tình của chúng ta. Nhưng mà sự hy sinh vất vả này không nên đại diện cho mối tình của chúng ta. Anh từng nói rồi, có thể nắm tay em chính là phần thưởng lớn nhất.
Chị Sáng, sao cô lại ở đây? Sắp bắt đầu live stream rồi. Xin lỗi, hãy dặm lại nha. Không sao, giúp tôi lau lại một lần nữa nha. Xin lỗi, hãy dặm lại cho tôi nha. Chị Sản, đã 7 giờ rồi, cô chuẩn bị xong chưa? Nào. Được. Nào, chúng ta chuẩn bị live stream. 5, 4, 3, 2, 1. Được, có hình ảnh rồi đó. Mua sắm đến mức thỏa mãn, xem live stream cùng Lương Sản. Xin chào các cô gái, hôm nay là ngày đầu tiên của 717. Vậy hôm nay, chị Sản đã chuẩn bị rất nhiều bất ngờ và phúc lợi cho mọi người. Được rồi, không nói nhiều nữa, chúng ta hãy xem món đầu tiên. Món này là Fusion 2 tầng, vừa giữ ẩm vừa che khuyết điểm của dạng kim. Quay về rồi sao? Quay về rồi sao? Sao hai cậu lại ở đây? À, ai đó nhắn tin cho bọn mình, bảo bọn mình tới thăm cậu. Ai đó tưởng mình là ai chứ? Còn cần anh ta nói sao? Bọn mình không biết tự đến à? Mình thật sự cạn lời đấy. Anh ta còn nói những lời như thế với cậu, chẳng thông suốt chút nào, mặt dày quá đó. Đúng vậy, đó là phúc tám đời cậu ấy mới tìm được cậu. Cậu không sao chứ? Sao? Sao vậy? Đã sửa xong rồi. Nếu cậu không vui thì nói với bọn mình nha. Bọn mình còn đặt lẩu, chút nữa chúng ta đánh chén. Hai người ăn đi. Mình có kem dưỡng tối phải review. Đúng vậy, cậu làm xong rồi ăn đi. Mình không ăn nữa. Làm sao đây? Cậu ấy không khóc mà cũng không ầm ĩ, nghiêm trọng hơn mình nghĩ đấy. Lỡ như chút nữa cậu ấy suy sụp thì sao? Chắc không phải chứ. Mùa mua sắm của cậu ấy còn chưa kết thúc đó. Cậu ấy phải kiên trì. Chút nữa nếu cậu ấy ra đây, chúng ta có nên hỏi chuyện chia tay không? Cậu ấy có vẻ như không muốn nhắc tới lắm. Sắp xong rồi đúng không? Mau mở nắp nào. Cậu hãy nhìn nồi lẩu này, thơm thật. Ôi, rau diếp ngồng, ú nùi thế này trông đáng yêu thật. Nào, Lương Tử, mau tới đây, bọn mình chờ cậu đấy. Nồi sôi rồi, nào, ăn cơm đi. Xong rồi. Muốn ăn gì mình sẽ nấu cho cậu.
Các cậu có còn nhớ lần chúng ta ăn lẩu vào lúc 419 không? Chúng ta còn uống rượu đấy, đương nhiên nhớ rồi. Mình còn nhớ lúc đó là mùa đông, cực kỳ lạnh. Cậu còn nói với bọn mình rằng dù lạnh tới đâu, mùa đông cũng sẽ sớm trôi qua. Nào, chúng ta uống chút rượu nha. Mình nói các cậu nghe, rượu bưởi này thơm lắm, ngon cực, mà độ cồn còn thấp nữa. Nào, nào Lương Tử, không có chuyện gì là một bữa nhậu không giải quyết được, ngày mai mình còn phải làm việc. Hai cậu uống đi. Vậy cậu ăn chút thịt đi, không có gì là một dĩa thịt không giải quyết được. Đúng vậy. Cậu nhìn cái nồi nè, nhiều thịt như thế, không thích miếng này thì chúng ta đổi miếng khác. Nếu như không thích nữa thì mình gọi thêm, còn có rất nhiều lựa chọn. Mình sẽ ăn, hai cậu cũng mau ăn đi. Được, được. Ăn đi, ăn đi. Nấu cho cậu một chút thịt. Ăn nhiều thịt vào. Nào,